rồi cả có một con mọn nữa nè, được 60 triệu rồi. Còn rồi được 60 triệu là ăn mừng luôn rồi. Hello, chào cả nhà đã đến với kênh Chính Vlog. Hôm nay Chính Vlog chia sẻ nha, độc nhất mình đổi món này. Nhìn là mê, ăn là phê nha, là cái món này nè nha. Đây, một lát cả nhà xem Chính Vlog làm kiểu này. Nhìn là mê, ăn là phê luôn á, đó. Độc lạ, cái nữa là kiểu cách, cái nữa là thịt xay, thắt lát, quết, viên, nấu nấm, kim châm. Đây, mình quết với bún tàu, nấm mèo, thịt, thắt lát, bún tàu, nấm mèo, 100g. Đó. Còn thắt lát 300g nha, thịt xay 300g. Độc cái nữa là thịt kho tiêu, trứng cút. Ở đây mình mua 1,5 kg thịt nạc vai nè, tại nhà mình không có thích ăn ba rọi. Đó, mình cũng pha chế sạch sẽ nha, mình trần qua nước muối rồi. 60 trứng cút, trứng cút mình luộc cái mình bỏ nước đá cho mình rất là dễ lột nha. Thêm một cái bí quyết nữa, bây giờ Chính bắt tay vào bếp nha. Bây giờ Chính bắt nước sôi chuẩn bị nấu canh nấm kim châm. Nguyên liệu hành tỏi ớt nha cả nhà. Đó, mình đã xay rồi đó. Bây giờ bí quyết mình bỏ vô đây nha, bỏ vô đây mình nhồi cho lẹ nha. Cả nhà xem mình chia sẻ cách nêm nha. Cách đây nhồi thắt lát nha. Một ít muối nè, chỉ đầu muỗng thôi nha. Một ít đường, một muỗng bé bột ngọt nè. Một ít hành tím băm nè. Một ít tỏi băm nè. Một ít dầu nè. Một ít nước mắm luôn nè. Một ít tiêu xay nè. Bún tàu, nấm mèo mình cho vô luôn, mình nhồi nha. Mình để cái thớt đây, mình ném dẹp nha. Bắt đầu mình nhồi nè. Cắt cái dây dẹp chết là mình nhồi rất là lẹ nha. Nó không có dính bịch đâu, cả nhà đừng sợ nha. Mình dò khi nào mà mình thấy nó nặng tay là được, ok rồi đó. Ok rồi đó. Giờ mình để đây nha. Giờ mình ốp thịt nha. Thịt kho tiêu trứng cút, 2 muỗng hành tím băm, 2 muỗng cà phê hành tím băm, 1 muỗng tỏi băm. Cái này là ớt không cay nha cả nhà. Có 1 muỗng ớt luôn cho nó tạo màu. Mình cho 3 muỗng canh nước mắm nha cả nhà. 3 muỗng canh nước mắm này, 2 muỗng cà phê đường 1, 2 muỗng bé bột ngọt, 1 muỗng canh tương ớt, 3 muỗng cà phê nước màu. Mình ướp tầm 20 phút nha cả nhà. Cho nó thấm gia vị rồi mình kho nha. Cái này mình kho tiêu với trứng cút mình sắc cũng vừa phải thôi nha, không cần to lắm mà cũng không cần nhỏ lắm. Đây cả nhà thấy ngon không? Quá ok rồi đó. Cả nhà xem mình làm nha, càng nhìn càng mê mà càng ăn càng phê. Ăn với xoài nữa. Đây cả nhà thấy ok không? Lâu lâu chúng đổi phong cách nha, đổi kiểu cọ nha. Đó, bây giờ là mình ướp gia vị vô. 1 muỗng cà phê muối nha, 2 muỗng bột ngọt, 1 muỗng bột tỏi, 1 muỗng cà phê bột tỏi, cho nó có vị thơm nha. Bây giờ mình massage con cá cho nó thấm gia vị nha. Mình để đây cho nó thấm gia vị nha. Bây giờ nước cũng đã sôi rồi, bây giờ mình viên thắt lát vô. Chỉ có mình dùng cách này là lẹ nhất nha. Mình làm viên nhỏ nhỏ thôi nha. Mình bỏ một ít gốc ngò rí vô cho thơm nha. Đây cái nhà thấy nổi bền bồng lên, thấy ngon ghê chưa? Cái nhà thấy cái thắt lát ngon ghê. Quá ok luôn. Đây, nồi chiên con nấm kim châm đây. Bây giờ mình sắc mớp nha. Dưa leo, nấm kim châm, nấm dơm, phần nguyên liệu của nồi canh hôm nay. Ăn cho mát mẻ nha cả nhà. Canh mà có dưa leo vô là nó ngọt cho thấy nha cả nhà. Ủa, dưa leo. Bây giờ mình cho vô nồi canh luôn nha. Giờ mình cho dưa leo vô trước. Quá xá nồi canh luôn cả nhà ơi. Giờ tới mớp nha. Giờ tới nấm dơm luôn. Cái này mình nấu 600g mớp, 200g nấm dơm, 3 lạng dưa leo, 2 cây nấm kim châm. Tùy theo nhà ai ăn ít nhiều nha. Nhà mình thì ăn nhiều rồi đó. Giờ mình cho cái này vô trước chút xíu nữa mình cho nấm kim châm vô nha. Bây giờ bắt đầu mình nêm gia vị luôn rồi.
nửa muỗng cà phê muối, 2 muỗng bé bột ngọt, 1 muỗng cà phê hạt nêm, kho thịt luôn nha, 1 muỗng cà phê hành tím băm. Giờ bắt đầu mình tẩm bột giòn lên nè, mình tẩm bột giòn lên cá nha, cho nó lọt vô mấy cái khe cá này hết, quết cho nó đều hết nha. Giờ hành đổi sáng mặt thơm mình, mình cho thịt vô luôn, đây cho thịt vô luôn nha. Cái này mình coi với nước dừa nha cả nhà, lắm một chán cái sao, cho thịt nó săn nó đều nha. Thịt mình ướp hơn 20 phút rồi đó cả nhà, cho nó săn thịt cái mình cho nước dừa vô. Cái phần canh bên đây mình vớt bọt nha. Giờ mình cho nấm kim châm vô luôn nha, nấm kim châm mau chín lắm, rồi canh siêu to của chín luôn. Rồi mình nếm cho nó vừa chứ nha, má ơi nó ngọt tới cái nắp luôn. Giờ mình cho một ít lóc hành vô nè, cái này là gốc ngò rí nha. Giờ cái chảo mỡ bên đây sôi, mình cho một ít muối vô nha, rồi mình cho cá vô mình lăn mỡ lăn dầu. Cái phần canh xong rồi ha, tắt luôn cái nồi canh hấp dẫn quá trời luôn, rất là dừa. Giờ mình cho hành ngò rí vô nữa là ok, rất là ok. Mình đã thành công một món canh nha cả nhà, canh nấm kim châm rất là hấp dẫn mà rất là thơm luôn. Thịt mình đảo cho nó đều nha cả nhà, thấy cháo thịt hấp dẫn không cả nhà? Nhà chính thích ăn lắm. Đó, giờ mình chế nước dừa cho mình chán cái thao nãy luôn. Đó, mình cho trứng cút vô cả nhà. Đây 60 trứng cút đã lột xong, bây giờ mình cho trứng cút vô nha, kho cho nó thấm luôn. Đó, kho cho nó thấm nó rút luôn nha. Giờ mình chở cá luôn, cá quá giòn luôn cả nhà, giòn như cốm luôn. Chút mình vớt nó về hàng xong mình vớt ra cho mình làm cặp nữa nha, cho nó thiệt là giòn nha. Bây giờ chính làm nước mắm ăn kèm với cá, nhìn là phê, ăn là mê luôn nha. Vậy chính làm nước mắm nè, đây mình có nước giấm đường sẵn nè, giờ mình chỉ bỏ nước mắm với là ớt tỏi rồi, cho muỗng rửa canh nước mắm nha, tỏi nè, ớt nè, ớt nè, ớt không cay với ớt cay nha, muốn hấp dẫn cái chén nước mắm luôn nha. Ok, đây cá vàng, thịt cũng đã rút nước, mình chở cá qua nè. Đó, giờ mình gấp nha, mình tắt lửa, thịt cho trứng cút hấp dẫn không nha. Giờ mình cho một tí tiêu vô nha, thì mình để cho nó sắc nước xuống tí nha, cho miếng thịt nó biểu luôn. Cả nhà thấy miếng thịt không? Mình đã thành công cái món trứng cút kho nha. Đây, nhìn là mê, ăn là ghiền. Bây giờ chính trình bày món ăn nha. Đây, món đầu tiên là nhìn là mê, ăn là phê. Đó, món tiếp theo là trứng cút kho tiêu, thịt kho trứng cút. Đó, hấp dẫn không cả nhà? Ok, mình cho vài trái ớt vô nè, cho nó vừa có xanh xanh mà vừa có đỏ đỏ luôn nha. Vài cọng ngò rí vô. Kế tiếp nữa là canh nha, canh nấm kim châm, thời tiết nóng hấp dẫn là cái thau canh rất là ngon nha. Cho miếng hành ngò vô nha, bổ dưỡng mát nha cả nhà. Kính thưa các loại nấm trong tô canh này luôn, mình cho một ít tiêu nha. Kế tiếp nữa cơm là phải có cá, canh là phải có cơm nha. Chính để chia sẻ món ăn gia đình, vợ chồng chính mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình. Đây, thịt kho tiêu trứng cút, đây chính kho rất là béo nè. Đó, rất là ngon luôn nè. Đó, chính mời cả nhà nha. Kế tiếp món thứ hai, nhìn là mê, ăn là phê luôn nha. Đó, món thứ ba, đây thắt lát đây, viên thịt nấm kim châm. Ủa, quá ngon cả nhà. Đó, ôi quá. Chính mời cả nhà nha, mời cả nhà cùng ăn nha. Mời cả nhà cùng ăn chính nha. Đây nè, ăn là mê luôn nè. Cay, ăn muốn cay. Thịt nó bèo ngon lắm, thêm trứng cút vô nó có gì béo béo nữa. Mời cả nhà cùng ăn nha. Lâu lâu chính đổi khẩu vị của canh ăn cho mát nha. Canh cũng ngọt lắm. Đây là thắt lát với thịt băm mà, chín viên là chín nấu canh rồi. Thời tiết nóng lực quá, đổi qua đổi lại ăn cho nó mát nha cả nhà.
Ngon quá cả nhà. Bữa nay 9:30 giờ. Rất là nóng luôn. Quá nóng luôn, quá mệt luôn. Bán xong đến giờ dọn cái hàng, dọn không nổi luôn. Đuối gì cho chuối á. Không biết cái thời tiết nóng này tới chừng nào để cho hết, cho nó dịu mát. Quá nóng. Mình đi ngoài đường, mình đi làm về mà 2 giờ rồi, mình chạy ngoài đường á, cái đường ngoài còn thấy sao 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 luôn á. 3 giờ vẫn còn nắng. Anh nói gì anh nói dên quá trình dên. Anh nói mệt quá chín rồi lóc à. Giấc trưa hộp cơm ăn con miếng cơm bỏ luôn. Ăn không nổi. Nói cái nhà ăn vậy sao mập nổi. Càng ngày càng teo. Gặp chỗ anh làm bánh nóng lắm. Nóng lắm cả nhà. Nóng khủng lắm. Chứ cái khẩu vị của anh ăn nó cũng hơi kén người ta. Ăn chỗ nào anh cũng chê. Chỉ có mê cơm nhà ha. Mình ít đi ra đường ăn lắm. Chỉ riết về nhà ăn luôn à. Cơm của chín mì lóc nấu là ngon nhất. Rất là giòn. Xài tí xài chua. Quá ngọt. Tại anh ấy thích ăn canh. Bữa cơm nào mình cũng làm món canh để cho anh ăn chơi nước. Nói chung là mình thích cơm. Ai ăn cái gì ăn là có cơm ăn là được rồi. Rồi ở đây cả nhà. Nãy giờ vé số chút xíu nữa là trúng được giải nhất. 2 tờ. Rồi trời có một con một nữa nè, được 60 triệu rồi. Trời ơi được 60 triệu là ăn mừng luôn rồi. Thời của chính chưa tới. Thằng mém luôn. Nghe dễ nhất luôn cả nhà. 2 tờ trúng luôn. Vô hết luôn mà. Cái con cuối cùng. Trời. Nấm chim trăm. Uống thiệt uống. Bây giờ làm ăn khó, buôn bán ấy ẩm. Mà chúng 60 triệu chắc mừng lắm á. Có kinh phí làm cả nhà. Thời chưa tới cả nhà. Nó tới luôn. Tới luôn. Mời cả nhà. Cực kỳ luôn. Rồi nãy giờ rung cơ. Anh ấy nặng. Nắm nặng từ ra. Của mình hai con số 0, lọt vào con số 2, chất quất. Nó không ghé. Liền hết mặt trận con số 2. Nó chạy qua nhà kế bên. Nhà mình không vô mà vô nhà kế bên mới chết chứ. Nè cái này biểu nè. Ồ. Con nhà chú ăn không rất là giòn luôn, nhưng mà cũng hơi chua. Anh ấy rất là thích ăn canh, ăn cơm mà có canh là nó chịu. Nó là ăn cá kho tiêu, dưa hấu hay là ăn với chuối là nó chịu à. Nhiều quá đủ rồi cả nhà. Mấy món như vậy là được rồi. Đi làm nắng quá ăn không nổi. Hôm nay còn có 35.5 kg à. Không nhớ nha. Nói vậy đâu tại dưới vậy. Nhớ hoài không lớn. Ăn vậy mà không lớn. Chính đang kiếm mà có ông mùi dẻ, chính đẩy vô cho phì lên mà. Ở đây không có ông mùi dẻ. Ở đây không có.
Ở đây không có bần. Ở cái ổ ông bần chích cũng được. Ở cái ổ bần nó lấy cây từ quận 7 đó ra. Nát quá vậy. Chê. Nát chê. Có chê có nát rồi chê. Chính là tạm ngưng video. Cả nhà thấy Chính làm bữa ăn hôm nay ngon thì cho Chính xin một lượt đăng ký bên tay phải, còn like thì bên tay trái, phần bình luận thì bên dưới. Chính cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng Chính. Chính chúc cả nhà luôn luôn vui vẻ, sức khỏe, tài nhiều. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.